Chụp người mẫu ở vườn hoa không phải là một trào lưu nhiếp ảnh mới hot gần đây. Bằng chứng là bộ ảnh về một người đẹp Hà Thành được nhiếp gia Pháp Léon Bissy thực hiện năm 1915. Cô gái vận áo dài ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ đặt trong vườn Hà Nội năm 1915. Cô xuất thân trong một gia đình quyền quý, được nhiếp ảnh gia Pháp chọn làm mẫu ảnh vì vẻ đẹp có thể nói là tiêu biểu cho phụ nữ Hà Thành đương thời. Trang phục của người phụ nữ toát lên nét thượng lưu với áo dài vải hoa, khăn xếp đen bóng, hai thêu hoa, hoa tai, rất nhiều vòng ở tay và cổ. Người đẹp Hà Thành tạo dáng bên ao nước của một công viên, có lẽ là vườn Bách Thảo. Một bức hình khác ở bờ ao. Trong bức này, người mẫu thay áo dài màu cam, tạo dáng bên hoa. Hết hoa hoét thì đến cây cọ. Bên ghế băng của công viên. Nàng hoa khôi ngồi trên xe kéo tay, phương tiện đi lại dành cho người có tiền ở Hà Nội xưa. Góc ảnh khác về người đẹp trên xe kéo tay. Người đẹp ăn vận hớ hinh, ngồi soi gương trên chõng tre ở sân nhà. Mái tóc dài đã được thả xuống đầy gợi cảm. Ánh nhìn khiến nhiều chàng trai thời đó phải xao xuyến. Thiếu nữ Bắc Bộ mặc áo nâu sồng, đội nón quai thao, tạo dáng bên vườn ngô. Hình ảnh khác về người đẹp đội nón quai thao. Cô gái trẻ mặc áo dài màu cam, cổ đeo kiềng vàng, ngồi trên ghế gỗ. Cô nàng chuyển tư thế sang vắt chân chữ ngũ. Một phụ nữ trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, vợ của một thông dịch viên, ngồi bên bộ bình phong bằng gỗ khảm xà cừ.
Trong bức này, bà vợ thông dịch viên tạo dáng trước một cái cây. Người phụ nữ lấy tay che nắng khi đứng trong khu vườn. Hai phụ nữ làm nghề buôn bán đứng bên nhau trong vườn. Hai cô mặc áo dài màu sắc tương phản, một đen, một trắng. Cô gái trẻ Nhật Bản trong bộ kimono, cầm ô giấy, màu đỏ, đứng bên khóm hoa lay ơn.